Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô linh sam siêu bông nha. Củ rất là to, người ta trồng trong cái ống á, củ hết biết nó bự luôn nha anh chị. Linh sam siêu hoa. Đây, hoa nhóc hết trơn nha anh chị. Hôm nay thanh lý còn mớ cây để giá rẻ sập sàn luôn, đồng giá 150.000 một cây. Em bao ship tặng nhà luôn ha. Nè, củ chà bá luôn ha. Cái này em đo cái củ nha, không đo thân hay đo cái củ cho anh chị hào hào nha. Hoành củ là 37 nha. Chiều cao 23. Chiều cao 23, mã số 55. Rồi 150.000 bao ship. Giá này cực kỳ mềm nha anh chị. Đó, cây sống khỏe hết rồi. Mã số 56, em đo tiếp tục cái cũ nha anh chị. Hoành cũ 36. Chiều cao 20. Rồi 150.000, mã số 56. Mã số 57. Đó, anh chị coi ha, cũ chập bá luôn nha. Em đo cái cũ nha. Hoành cũ 37. Hoành cũ 37. Chiều cao 21. Đó, rồi 150.000. Mã số 58. Mã số 58. Hoành cũ 38. Chiều cao 18. Mã số 58. Rồi cũng đồng giá 150.000 một cây nha anh chị. Mã số 59. Chị coi cũ chập bá, cây nào cũng vậy, ba mấy hoành cho lên không à. Hoành cũ 36. Hoành cũ 36. Chiều cao 23. Chiều cao 23, 150.000. Linh sam siêu hoa nha anh chị. Mã số 60. Mã số 60. Cũ quá trời cũ luôn. Hoành cũ 35. Hoành cũ 35. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Mã số 60. Đồng giá nha chị, 150.000. Mã số 61. Mã số 61. Cút cành đẹp lắm, này về vô dây được rồi đó anh chị. Hoành cũ 33. Hoành cũ 33. Chiều cao 22. Rồi mã số 61, 150.000. Mã số 62. Mã số 62. Chị nhìn cái cũ chập bá lử luôn ha. Hoành cũ 36. Hoành cũ 36. Cao 18. Mệt biết cái cũ rồi luôn vậy. Rồi 150.000, mã số là 62. Mã số 63. Mã số 63. Hoa quá trời hoa luôn nha chị. Hoành cũ 36. Hoành cũ 36. Chiều cao 21. Chiều cao 21, rồi cũng 150.000. Mã số 64. Sống khỏe hết chị yên tâm ha. Mã số 64. Hoành cũ 34. Hoành cũ 34. Chiều cao 21. Rồi mã số là 64, 150.000. Mã số 65. Mã số 65. Đó, anh chị nhìn cũ hết biến cái bự nha. Hoành cũ 38. Hoành cũ 38. Chiều cao 22. Chiều cao 22. Mã số 65. Mã số 66. Mã số 66 này em bán đồng giá 150.000 cây nha chị. Hoành cũ 36. Hoành cũ 36. Chiều cao 27. Chiều cao 27, mã số 66, 150.000. Mã số 67. Mã số 67. Hết biết cái cũ bự luôn nha anh chị. Hoành cũ 38. Hoành cũ 38. Chiều cao 20. Rồi mã số là 67. Tiếp theo là mã số 68. Hoành cũ 36. Hoành cũ 36. Chiều cao 27. Chiều cao 27, 150.000 một cây nha anh chị. Mã số 67. Trời ơi trời, cây để cũ đẹp nè anh chị. Em đo cái cũ thôi nha anh chị. Hoành cũ 37. Hoành cũ 37. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Mã số 70. Mã số 70. Đó. Cứ một cây là 150.000 bao ship. Hoành cũ 37. Hoành cũ 37. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 71. Mã số 71 hết, biết cái cũ nó bự nha anh chị. Hoành cũ 39. Hoành cũ 39. Chiều cao 22. Mã số 71. Mã số 72. Mã số 72. Một đồng giá 150.000 một cây nha anh chị. Hoành cũ 38. Hoành cũ 38. Cao 21. Rồi mã số 72, 150.000. Mã số 73. Mã số 73. Em đo hoành cũ nha. Này em báo nha anh chị. Hoành cũ 38. Hoành cũ 38. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Đó, mã số 73, 150.000 bao ship. Mã số 74. Mã số 74, quá khứ cái cũ luôn rồi. Hoành cũ 37. Hoành cũ 37. Chiều cao 19. Chiều cao 19, mã số 74. Mã số 75. Mã số 75. Hoành cũ 36. Hoành cũ 36. Chiều cao 22, mã số 75. Mã số 76. Mã số 76, đồng giá 150.000 một cây nha anh chị. Hoành cũ 35. Hoành cũ 35. Chiều cao 20. Chiều cao 20, mã số 76. 150.000. Mã số 77. Mã số 77 hết, biết cây nào cái cũ dữ lắm nha. Hoành cũ 38. Nè, chị coi nè, cũ 38. Chiều cao 19. Cây sống khỏe dữ lắm rồi. Mã số 77. Mã số 77. Mã số 78. Mã số 78.
Quanh cũ 35. Quanh cũ 35. Chiều cao 22. Chiều cao 22, mã số 78. Mã số 79. Mã số 79. Hết biết cái cũ nè. Quanh cũ 36. Quanh cũ 36. Chiều cao 16. Chiều cao 16. Mã số 79. 79. Mã số 80. Mã số 80. Ồ, ủa cái cũ hả chị? Quanh cũ 36. Quanh cũ 36. Chiều cao 20. Chiều cao 20. Mã số 80. Mã số 81. Mã số 81, cây nào cũ dữ dữ không anh chị? Quanh cũ 37. Quanh cũ 37. Chiều cao 24. Chiều cao 24. Mã số 81. Mã số 82. Mã số 82. Hết mấy cái cũ nó bự anh chị. Bông quanh quá. Bông quá trời bông luôn kìa. Quanh cũ 40 luôn đó chị ơi. Rồi 150.000 mã số 82. Mã số 83. Mã số 83. Quanh cũ 32. Quanh cũ 32. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Mã số 83. Mã số 84. Mã số 84. Cũ chập bá không nghe chị. Quanh cũ 35. Quanh cũ 35. Chiều cao 21. Chiều cao 21, mã số 84. Rồi. 150.000 bao ship nghe chị. Rồi tiếp theo. Mã số 11, thanh lý nghỉ Tết luôn nha chị. Giá bao rẻ. Tổng hoành 40. Tổng hoành 40. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Mã số là 11. Rồi cũng 550.000, bao ship tặng nhà luôn, Linh Sam hạt gạo nha. Lá nhỏ xíu nè chị coi nè. Đó, 550.000. Rồi tiếp theo. Mã số 13. Mã số 13. Đó, củ trà bá luôn nha chị. Tổng hoành 37. Tổng hoành 37. Chiều cao 36. Chiều cao 36. Con nhánh này nó bị tét chỗ này nữa vậy em chưa cắt nè chị. Đó, mình tét mình để ha, nhú trời chân nè. Rồi, cái này để rẻ 500.000 luôn, bao ship luôn, mã số 13. Nó bao rẻ luôn nha chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô Linh Sam nha. Đó. Nè. Đó, Linh Sam hai màu anh chị. Đây anh chị thấy trắng nè. Đó, trắng phớt hồng dưới tím nha anh chị. Đó. Này chơi hai màu làm chơi rất là quái ha. Nè, để rất là đẹp luôn nha. Đó, này thường chậu nha. Sống khỏe thường chậu, ship chậu cho cô chú anh chị về mình chơi Tết ha, này chậu mới nha. Tại xình nó dâng lên đó. Mã số 45. Quanh 19. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Mã số là 45. Rồi cây này em để rẻ của chú anh chị mình là 850.000 bao ship cả chậu. Không được nào rẻ bằng luôn anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 46. Cây này là Linh Sam siêu hoa nha anh chị. Bông màu tím. Đó. Cò quái luôn ha. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 34. Chiều cao 34. Nè chậu mới nha anh chị. Tại em để nó xình đó. Chị về rửa sạch sạch lại ha, đẹp lắm nha. Đó nè, Linh Sam siêu hoa, cây này siêu hoa ha. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 thôi, bao ship cả chậu cho cô chú anh chị về chơi Tết luôn. Giá này là quá mềm luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Cũng là Linh Sam anh chị. Cây này là Linh Sam sông Hinh, hoa tím. Đó. Nè, quá trời luôn nha. Cốt cành dữ lắm nha. Mã số là 47. Quanh 17. Chiều cao 20. Mã số là 47. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị cũng là 600.000 thôi, bao ship cả chậu cho cô chú anh chị về mình chơi Tết. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Giá này là không được nào rẻ bằng nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 48. Giá này là rẻ sập sàn luôn nha anh chị. Quanh 19. Chiều cao 38. Chiều cao 38. Cây này là Linh Sam hai màu nha anh chị. Vừa trắng phớt hồng với vừa tím nha. Đó. Mã số là 48. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 700.000, bao ship cả chậu cho mình luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 49. Này cũng hai màu nha anh chị. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Đó, thằng lắc lượng nha. Rồi mã số là 49. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi 750.000, bao ship cả chậu cho mình về mình chơi Tết luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 50. Quá khủng luôn nha anh chị. Cây này to lắm ha. Quanh
Quanh 19. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 700 ngàn thôi, bao ship cả chậu luôn. Giá cực kỳ yêu thương cho anh chị mình về mình chơi Tết nha. Linh Sam hai màu nha. Rồi, tiếp theo, đây. Chị mình nhìn mặt hoa nè, trắng phớt hồng nè ha. Đây, tím nè. Đó. Hai mặt bông nha. Về chơi quái nha anh chị. Mã số 51. Quanh 14. Quanh 14. Chiều cao 40. Đó, cây khá là đẹp nha anh chị. Cút cành nuôi già lâu rồi. Rồi cái này 500 ngàn thôi chị ơi, bao ship cả chậu cho cô chú anh chị về mình chơi Tết nha. Rồi tiếp theo. Đó, này cũng hai màu đó nha anh chị. Cây này. Mã số 52. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 30. Chiều cao 30, mã số 52. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để ghẻ luôn, 550 bao ship cả chậu. Hôm nay là giảm giá cực kỳ mềm cho anh chị mình về mình chơi nha. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình số cây trăng vàng lá nhỏ với trăng đỏ lá nhỏ nha anh chị. Để giá hữu nghị cho mình chơi ha. Cây mã số đầu tiên là 420. Quanh 24. Quanh 24. Chiều cao 18. Chiều cao 18. Rồi 420. Cây này để ghẻ cho anh chị 350 nha. Bao ship tặng nhà. 421. 421. Trang vàng lá nhỏ nha chị. Cây chà bá luôn ha. Rất là to nha chị. Quanh 23. Quanh 23. Chiều cao 17. Chiều cao 17. Rồi cây này 300 ngàn. Em bao ship. 423. Quanh 22. Quanh 22. Chiều cao 15. Chiều cao 15. Rồi cái này 250 anh chị. 423. 424. 424. Quanh 23. Quanh 23. Chiều cao 14. Chiều cao 14. 423. 424 chứ. Rồi cái này 300 ngàn. 424. 425. Quanh 23. Quanh 23. Chiều cao 14. Rồi 425, cái này 250 anh chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. 426. 426. Quanh 22. Quanh 22. Chiều cao 15. Chiều cao 15, rồi cái này cũng 250 luôn. 426. 427. 427. Quanh 22. Chiều cao 16. Chiều cao 16, 427. Rồi cái này cũng 250 luôn vậy. Bao ship tặng nhà. 428. 428. Quanh 20. Quanh 20. Chiều cao 14. Chiều cao 14. 428. Rồi cái này cũng 250. 430. 430. Rồi mã số là 430. Quanh cũ 27. Chiều cao 18. Rồi cái này để ghẻ 200 ngàn thôi. 430. 431. Cặp hai cây nha chị. Một cây trang vàng với một cây trang sen ha. Nè, trang sen nha. Cây trang vàng, cây trang sen. Hai cây sống khỏe thường chậu nha. Quanh sao. Chiều cao 53. Chiều cao 53. 4 mấy em? 431. 431. 431 đó. Mã số là 431 nha anh chị. 431, một cây trang vàng, một cây trang sen. Rồi cặp này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi, để ghẻ cô chú anh chị cặp này giao lưu anh chị 200 ngàn thôi, bao tiếp luôn. Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô trang sen Nhật nghe cô chú anh chị. Này là bán giá ghẻ sập sàn luôn, 3 cây 300 ngàn, bao ship tặng nơi 21. Đó, cái thân thì cỡ cây dứt lông thôi nha anh chị. Em chỉ đo nãy mẫu một cái thôi ha. Rồi S21. À bút bông nè anh chị. Cây nào cũng có bông chưa ha. Rồi S21 cũng 300 ngàn, 3 cây, bao ship luôn nha anh chị. Ở đâu em cũng ship được cho nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo S23. Có cây giữa này cũng bự cũng bò lắm nè. À, hoa nè. Rồi mã số là S23. Rồi cũng 300 ngàn, em bao ship.
S24. Đó nè, cây cũ rất là to nè, chị coi nè, bông nè. Quá đẹp luôn anh chị. Bông trang sen Nhật này lâu tàn lắm nha. Cả tháng ngoài nó chưa tàn nữa nha anh chị. Nó ra bông hoài luôn nha. S24. Rồi ba cây cũng 300.000 bao ship. S29. Đó. Quá bông luôn nha cô chú anh chị. Rồi S29 cũng 300.000 em bao ship tặng nơi luôn. Rồi tiếp theo mã số S2. Đó, đây. Đó, mặt hoa rất là nhiều là nụ nhóc hết trơn nha anh chị. Này nữa mình về mình chơi bông mình vô cái chậu nữa mình trưng Tết ha. Đó, bà trưng bàn ông Thiên hoặc mình để hiên nhà rồi ha. Rồi mã số S2, rồi cũng 300.000 em bao ship. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được này, ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Rất là dày nha anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha. Mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000.
em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nghe cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại. Cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi, tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nè nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới hai lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới một lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào